luật giáo sư Chu Hảo, Đảng tự cởi chuồng. Bài viết của tác giả GB Nguyễn Hữu Vinh được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Có lẽ trong hàng ngũ cán bộ cao cấp của hệ thống chính trị Cộng sản Việt Nam mà tôi đã từng gặp, giáo sư Chu Hảo để cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Ấn tượng đầu tiên là dưới mái tóc bạc trắng phau của ông luôn thường trực một nụ cười thân thiện và dễ mến. Và sau đó khi nói chuyện là một tấm lòng luôn đau đớn với vận mệnh đất nước, với những tiến bộ xã hội, với những đau khổ của người dân Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản. Dù khi đó, ông vẫn là một đảng viên Đảng Cộng sản. Tôi gặp giáo sư Chu Hảo khá nhiều lần. Mỗi lần gặp, câu chuyện ông trao đổi vẫn là câu chuyện về hiện tình đất nước, một thao thức với tấm lòng nhiệt huyết và trăn trở với thực tại xã hội. Nhất là những khi nói về những việc cần làm để cho xã hội có nhiều tiến bộ, cải thiện tình hình đất nước trước nguy cơ nô lệ, trước những vấn nạn khó giải thoát dưới ách Cộng sản, với những người đang phải tù tội vì dám cất tiếng nói của mình cho sự thật, cho công lý, cho hòa bình. Ông như trẻ hơn nhiều so với tuổi tác và mái tóc bạc phơ của mình. Nói về những cống hiến cho đất nước của ông, có lẽ nhiều người đã nói, kể từ khi tham gia xây dựng Viện Vật lý Việt Nam, tiền thân của Viện Khoa học Việt Nam, rồi Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho đến khi ông về hưu, làm giám đốc nhà xuất bản Tri thức. Những đóng góp của ông trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật rất lớn lao cho nước nhà. Trong đó, có cả việc ông là một trong những người đã góp phần quan trọng cho việc đưa Internet vào Việt Nam. Một lối mở tri thức cho người dân Việt Nam thoát khỏi bức màn sắt thông tin một chiều của Đảng Cộng sản, một nỗi sợ hãi của nhà cầm quyền độc tài, nhưng là một lối đi lên văn minh, tiến bộ theo hướng đi của nhân loại. Trong các câu chuyện hoặc các cuộc trao đổi, ông luôn điềm tĩnh và khách quan, biết kiềm chế trong lời nói, cũng như sự thuyết phục của ông đối với người khác là khá lớn bởi tri thức, bởi những kinh nghiệm sống và sự chính xác của một nhà khoa học. Thế nhưng điều cần nói, điều nổi bật nhất ở ông là ngay cả khi đã có thể kê cao gối mà ngủ, sau khi đã về nghỉ hưu, lẽ ra ông chỉ cần im lặng, chỉ cần ngậm miệng nếu không muốn rầy rà, được yên ổn, được xưng tụng và nhiều thứ khác nhau được ban từ đảng, thì ông lại không như muôn ngàn quan chức cộng sản khác. Trái lại, ông vẫn muốn cống hiến những gì có thể cho đất nước, cho xã hội được tốt đẹp hơn bằng sự hiểu biết, bằng sự ôn hòa và đoàn kết, bằng cách cung cấp tri thức cho người dân được thông não. Từ rất lâu, tôi đã có một nhận định rằng đừng hy vọng gì ở các quan chức cộng sản có những người tốt. Bởi trong một cỗ máy rệu rã, tàn tạ và mục nát này, thì một chiếc đinh ốc tốt tự nó cũng sẽ phải văng ra ngoài vì không thể nào tồn tại trong cỗ máy đó nếu nó vẫn giữ nguyên tính chất của nó. Khi gặp giáo sư Chu Hảo, đã có lúc tôi nghĩ rằng với một người mang thẻ đảng như ông thì khó có thể kết luận rằng đã là quan chức cộng sản thì đều giả, đều bẩn thỉu và vô liêm sỉ như nhau. Thế nhưng đến ngày hôm nay thì những suy nghĩ hiếm hoi đó của tôi đã bị đánh đổ hoàn toàn khi ông vừa bị đảng ham he kỷ luật vì tự diễn biến. Thế là đã rõ, cỗ máy cộng sản độc tài không thể dung dưỡng một người có nhân cách và liêm sỉ như giáo sư Chu Hảo, còn ốc vít kia đã phải văng ra khỏi bộ máy chính trị đầy bất nhân và bạo tàn. Việc Đảng Cộng sản kỷ luật một người có nhân cách, có tri thức và nhất là một tấm lòng với quê hương, với đất nước, biết đau nỗi đau của dân tộc trước hoạn nô lệ, biết lo lắng tìm cách để dân tộc thoát sự tăm tối của nạn thiếu tri thức, biết tìm cách để đưa đất nước ra khỏi bất công, bần hàn và quyền con người được tôn trọng, được đông đảo người dân yêu mến như giáo sư Chu Hảo đã nói lên một điều. Rõ ràng hệ thống độc tài man rợ này không thể nào chấp nhận những con người tốt, những con người nhân cách và liêm sỉ. Nó chỉ dung dưỡng những tên rước voi về giày mạ tổ, những tên cướp cạn bằng chính sách, bằng cái miệng với công cụ của nhà nước chuyên chính vô sản nhằm vinh thân, phì ra cho đám quan chức trong đó. Nó cũng không khác mấy với đám băng đảng lục lâm thảo khấu trong các câu chuyện cổ tích năm xưa. Chính việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho rằng giáo sư Chu Hảo đã tự diễn biến trái với đường lối chủ trương của Đảng đã thú nhận một điều mà xưa nay nhiều người dù đã thấy, đã nghe nhưng chưa hẳn đã chứng minh được cụ thể như trường hợp này. Đó là cái đường lối chủ trương của Đảng là những thứ gì mà nó đối nghịch với quyền con người, với sự tiến bộ của xã hội cũng như việc đưa đất nước thoát vòng nô lệ. Cái gọi là chống tự diễn biến tai ác thay lại chính là Đảng Cộng sản đang tự vả vào mồm mình khi tuyên thệ lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm kim chỉ nam, làm nền móng tư tưởng cho xã hội Việt Nam. Bởi chính chủ nghĩa Mác Lênin đã cho rằng con người sự vật luôn luôn vận động, đứng im có nghĩa là chết và không thể tồn tại, và nó luôn vận động theo hình xoáy trơn ốc, nghĩa là mức độ lặp lại ở giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, bởi khi lượng đổi dẫn đến chất đổi, đó là một quy luật. Bởi thế cho nên khi Đảng đã cố gắng chống lại quy luật thì điều tất yếu là Đảng sẽ bị quy luật nghiền nát.
Điều này cũng chính chủ nghĩa Mác Lênin khẳng định. Đó cũng chính là hành động tự cởi chuồng của Đảng trước quốc dân đồng bào, trước bàn dân thiên hạ. Và hậu quả ngay lập tức hiện hiện trước mặt Đảng. Hàng loạt các đảng viên đua nhau bỏ Đảng không thương tiếc. Họ là các nhà khoa học, nhà giáo, nhà văn, là sĩ quan quân đội, là đảng viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ đã vứt bỏ không thương tiếc một cách công khai khi việc kỷ luật một con người như giáo sư Chu Hảo là một minh chứng cụ thể rằng cái đảng này đã thật sự phản bội lại dân tộc, phản bội lại đất nước và phản bội lại nhân dân này. Cái đảng này cũng đang chống lại các nguyên tắc, quy luật mà chính nó tuyên truyền, rao giảng bấy lâu nay để thực hiện bằng được việc cướp bóc, chấn lột người dân. Thực chất nó là một băng đảng của bóng tối và ma quỷ. Vậy thì không có lý do gì để những người có lương tri, có nhân cách lại có thể đứng chung hàng ngũ với những kẻ tham nhũng, cướp bóc, dối trá và chỉ bao gồm những thành phần cơ hội, cặn bã trong xã hội vô luân, vô pháp, mang danh xã hội chủ nghĩa. Nhìn hiện tượng bỏ đảng rầm rộ những ngày qua, sự hân hoan của cộng đồng mạng trước việc các đảng viên quay đầu về với nhân dân, người ta mới thấy rõ một điều, lòng sân đã như sóng cuộn tràn bờ. Và cơ ngơi số phận của Đảng Cộng sản đang dần đến ngày được định đoạt từ chính người dân Việt Nam. Thư ngỏ gửi Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về vụ kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Thư ngỏ, kính gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng kính gửi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua báo chí ngày 25 tháng 10 năm 2018, chúng tôi được biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới có sự đánh giá về ông Chu Hảo. Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, nguyên thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Có những bài viết phát ngôn có nội dung trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước, vi phạm luật xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Chúng tôi cho rằng, sự quy kết như vậy của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ông Chu Hảo là không chính đáng, không đúng sự thật. Thể hiện sự trấn áp thô bạo những nỗ lực rất đáng trân trọng của một trí thức hết lòng vì dân vì nước, chà đạp những ý kiến chân thật và xây dựng của ông về những vấn đề nóng bỏng của đất nước. Không chỉ riêng chúng tôi, mà hầu hết những ai đã từng được đọc những cuốn sách do Nhà xuất bản Tri thức phát hành, từng đọc và nghe những ý kiến phát biểu của ông Chu Hảo về tình hình đất nước, đều trân trọng những điều bổ ích mình thu nhận được, đều đánh giá cao sự phấn đấu không mệt mỏi của ông Chu Hảo, noi gương bậc tiền bối Phan Châu Trinh, xả thân cho sự nghiệp khai dân trí, trấn dân khí, một đòi hỏi vô cùng cấp thiết cho sự bảo vệ và phát triển đất nước ta lúc này. Làm sao có thể sớm thực hiện được dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh mà lại bóc nghẹt những nỗ lực mở mang dân trí? Chính vì lẽ này, chúng tôi yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương rút lại kết luận sai trái về ông Chu Hảo. Chúng tôi đồng thời kiến nghị với lãnh đạo Đảng và nhà nước nên khuyến khích các nhà xuất bản trong nước làm những việc như Nhà xuất bản Tri thức đang làm, động viên phong trào ham học, ham đọc sách trong cả nước, cùng nhau phát huy ý chí và trí tuệ, sớm khắc phục được tình trạng tụt hậu hiện nay, đưa nước ta tiến nhanh theo con đường dân tộc và dân chủ. Chúng tôi rất mong thư ngỏ này được nhân dân và trí thức cả nước hưởng ứng bằng mọi cách, cùng chung tay đẩy mạnh nỗ lực chung, nâng cao dân trí của nước nhà. Làm tại Hà Nội ngày 27 tháng 10 năm 2018, nguyên thành viên của IDS ký tên Trần Đức Nguyên, nguyên trưởng ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên đại sứ Việt Nam ở Thái Lan, Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng viện IDS, Phạm Chi Lan, nguyên phó viện trưởng viện IDS, nguyên phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chu Hảo, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giám đốc kiêm tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, Nguyên Ngọc, nhà văn, tương lai nguyên thành viên tổ tư vấn Võ Văn Kiệt, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên hợp quốc, Vũ Kim Hạnh, nguyên tổng biên tập báo Tuổi trẻ, Huỳnh Sơn Phước, nguyên phó tổng biên tập báo Tuổi trẻ. Chúng tôi, những người đã ký tên, trân trọng đề nghị trí thức trong và ngoài nước và đông đảo nhân dân quan tâm đến sự nghiệp của đất nước cùng ghi tên tiếp vào thư ngỏ này.